chính hãng của Yamaha, 150cc chỉ có 19 triệu thôi, bao hồ sơ vẫn được bảo hành máy móc 6 tháng, quá mềm luôn. Anh em làm kinh tế ít thì có thể tham khảo mẫu này. Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Bạch Cơ ha. Thì hôm nay rất nhiều anh em hỏi về cái mẫu Sport 150cc, thì hôm nay cũng có một vài mẫu xe Sport mới về và còn một số cái mẫu phân khối lớn nữa anh em nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật một số cái mẫu mới về trước, sau đó thì mình sẽ cập nhật tổng hợp các mẫu Sport 150cc để anh em tham khảo nhé. Đấy, anh em mà quan tâm thì để ý kỹ ha, mình sẽ báo giá từng chiếc cho anh em tham khảo ha. Đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương, và số điện thoại cửa hàng là 092 770 4488 nhé. Cửa hàng thì vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Trả góp anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Trả trước 30% giá trị xe. Trả góp thì anh em phải đến trực tiếp cửa hàng để nhân viên ngân hàng họ lên hồ sơ cho mình ha. Đó, khi mình lên hồ sơ thì sau đó thì mình trả góp thì mình trả trước ở nơi mình ở cũng được. Nhưng mà đầu trước khi mình đi trả góp mình phải đến trực tiếp để nhận hồ sơ. Nói chung là lúc đầu thôi anh em nhé. Còn sau này thì anh em trả góp ở những nơi mà anh em gần nhất ra bưu điện này này kia mình trả cũng được ha. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cập nhật mấy chiếc mới về trước anh em nhé. Đây là mấy chiếc GDX trước nè. Suzuki GDX 150 thì mẫu này thì cũng còn nói chung là xe về hàng ngày luôn nha mọi người. Xe thì về chưa rửa luôn ha. Chiếc này thì ô tô đi 34.000 rồi em nhé, 34.000 rồi. Đấy. Và cái mẫu xe này thì vẫn là bảo hành máy móc 6 tháng và bao hồ sơ cho em nhé. Đấy, con này biển 81. Con này chỉ có cắt đuôi sau thôi. Đó. Và chiếc này thì chỉ có 28 thôi, 28 triệu anh em nhé. Đây mẫu Suzuki GDX này. Đó, mẫu này thì giá này là bao gồm phí rút hồ sơ rồi. Tất cả dòng xe chính hãng như là Honda của Yamaha hay Suzuki đều bao hồ sơ anh em nhé. Đó. Đã 28 triệu thôi. Màu này là màu xanh rêu ha. Đó. Rồi. Chiếc tiếp theo mình giới thiệu em một cái mẫu xe của nhà Honda, đó là chiếc mẫu CBR. Mẫu CBR đây là mẫu mới nhá. Mẫu mới thì nó có trang bị ABS này, phục upside down ha. Kiểu dáng nó cũng đẹp hơn mẫu cũ ha. Chiếc này cũng mới về cũng là chưa rửa ráy lên gì luôn em nhá. Đó, con này đăng ký 2021 em nhá. Đó, 2021 đen nhám. Con này thì giá cũng rất là mềm rồi, giá chỉ có 45 triệu thôi. Đó, xe thì từ đầu đến chân là zin nguyên bản nhá. Con này biển số 83. Xe thì cũng mới về ha. Mới về chưa rửa ha. Và vẫn được bảo hành máy móc 6 tháng và bao hồ sơ anh em nhá. Con này thì ô tô đi 27.000 cây rồi, 27.000 cây. Đó. Nói chung là cái mẫu Sport 150 thì có cái mẫu CBR với mẫu R15V4 thì đang hot trên thị trường thôi. Ở đây là mẫu xe mình thấy là thiết kế đẹp này. Công nghệ thì có phục upside down của Showa ABS nữa. Đấy. Dành cho anh em nào thích cái mẫu Sport 150cc ha. Đấy. Rất là đẹp luôn. Máy móc của CBR của Honda thì khỏi bàn rồi. Cực kỳ thì thầm. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để cập nhật thêm một số cái mẫu mới về anh em nhá. Xe thì cửa hàng thì có rất nhiều dòng xe từ dòng 125 đến dòng phân khối lớn 1000cc ha. Đấy, hôm nay thì mình sẽ lướt qua một số cái mẫu mới về ha. Đó, số lượng xe ở đây thì rất là nhiều này. Có cái đây có chiếc Z8 cũng mới về nhưng chiếc này Z8 ABS luôn. Đó. Xe thì có lên thêm một số cái tem thôi ha. Đấy, cứ tem bên ngoài này. Chiếc này đăng ký 2015, con này biển Sài Gòn, biển 59 nhá. Giá con này hiện tại cửa hàng để cho em giá là 110 triệu. Đấy, 110 triệu bao hồ sơ và máy móc vẫn được bảo hành 6 tháng ha. Đó. Ok em nhá. Xe rất là đẹp luôn. Đây. Con này ô tô nó bao nhiêu rồi? Con này thì ô tô 36.000 ha, 36.000 cây. Thế là bô zin luôn này, chỉ lên biển số đút gầm thôi. Đó. Chiếc 8 thì bên này cũng còn một chiếc nữa anh em nhá. Chiếc kế bên này mình sẽ xem giá con chiếc kế bên này luôn. Z800, con này cũng là ABS luôn. Con này 2015 biển Sài Gòn. Con này thì giá hiện tại cửa hàng để cho là 120 nhá. Xe thì cũng là bô zin này, có lên thêm chống đổ với lại kính chắn gió thôi. Đó. Hai chiếc này là đều ABS 2015 hết nhá. Đó. Thì trước là hôm nay thì mình cập nhật một số cái mẫu mới về cho anh em ha. Rồi bên trong này thì cũng còn một số cái mẫu mới về như là R15V3 này em nhá. Đó. Trong khi quay mà mình chưa có soi chi tiết được chiếc xe nào thì anh em cứ inbox Zalo ha, cửa hàng sẽ gửi thông tin chiếc xe cho anh em ha. Đấy.
rất là nhiều cái mẫu xe luôn. R15 V3 thì hầu như ngày nào cũng có xe về nhé. Đây, có chiếc bên ngoài này thì chiếc này thì có lên cái ốp đầu đèn của giống như của R1 em nhé. Đó. Và xe này cũng có lên thêm chống đổ với lại bô AK ha. Rồi, hiện tại thì giá con này thì tại cửa hàng để cho em là 45 triệu em nhé, 2022 biển 59 biển Sài Gòn. Đó, lên đầu đèn, ốp đầu đèn khá là đẹp ha. Rồi, mình sẽ xem con này ô đồ nó đi bao nhiêu rồi. Rồi, ô đồ con này đi 12.000 cây thôi em nhé, 12.000 cây thôi. Ở đây thì mình có thấy là lên chủ xe thì lên hai cái cùng công tắc này, cùng tắc đồ chơi nhá, có đèn rồi em này, rất là sáng ha. Một cái cùng công tắc cũng khá đẹp luôn. Tức là máy móc thì thầm đó, vẫn được bảo hành máy móc 6 tháng ha. Rồi chiếc kế bên cũng là R15 V3, nói chung là R15 V3 còn rất là nhiều anh em, dãy bên này luôn, xíu mình sẽ cập nhật cho anh em ha. Rồi bên này thì có chiếc này biển Sài Gòn luôn, biển 59 2020 và con này cũng giá rất là mềm này, 39 triệu thôi anh em ạ. Đã 39 triệu xe zin nguyên bản từ đầu đến chân luôn nhá. Đây. Đó, vỏ zin thiêu xe này rất là dày luôn. Xem ô đồ con này luôn ha. Con này xem nào, ô đồ này. Ô đồ 16.000 nhá, 16.000 cây thôi. Đấy, 16.000 cây thôi. Xe rất là lướt mà giá cũng rất là mềm rồi, 39 triệu em nhé, zin nguyên bản luôn. Rồi sang chiếc kế bên, chiếc bên này thì cũng là biển Sài Gòn luôn nhá, xe cũng là zin nguyên bản luôn ha, dần trần dần đầu bô việc là zin luôn. Đó, con này thì giá chỉ có 42 triệu thôi. Chiếc này thì đang mới đi có 6.314 cây, mới đi hơn 6.000 cây thôi. Đó, con này chắc là đăng ký 2020 2021. Đấy, đi rất là ít nè, vỏ zin tiêu xe dày cui luôn ha. Đó. Rồi còn chiếc kế bên, chiếc này thì cũng đang sạc bình em này. Chiếc này biển 65 có lên bô chống đổ đèn trợ sáng, biển số đút gầm nhá và kính chắn gió. Chiếc này thì chỉ có 38 triệu thôi, 38 triệu thôi em nhé. Máy mẫu xe chính hãng thì vẫn được bảo hành 6 tháng máy móc ha và bao hồ sơ. Ô đô 28.000 cây, đó 28.000 cây thôi. Đó, 28.000 cây ha. Đó. Rồi, còn anh em ở xa thì cửa hàng có ship xe, anh em cọc vài triệu thôi, cửa hàng ship xe toàn quốc luôn ha. Rồi, chiếc kế bên, chiếc này cũng là R15 V3. Xe chiếc này thì mình thấy là lên được cái bô ha, bô AK. Đó, bô AK đây vỏ zin còn rất là dày này, mình xem ô đô con này ha. Chiếc này thì chỉ có 41 triệu thôi anh em nhé. Đó. Rồi, ô đô con này thì mới đi 8.000 thôi, 8.000 cây thôi anh chị em nhé, mới đi 8.000 cây, xe zin nguyên bản luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn, nói chung là xe lướt rất là nhiều luôn anh em ạ. Đó, thì xíu lên lầu thì cũng còn một số cái mẫu giá mềm hơn ha, mình sẽ cập nhật từ bên dưới trước này. Dưới này thì cũng còn rất là nhiều R15 V3, R15 bên này thì có xe mới luôn nhầm, xe mới bên kia kìa. Đó, mình sẽ cập nhật xe cũ trước nhé. Chiếc này biển 92 2021, đó, lên được cây bô thôi. Và chiếc này thì cửa hàng để em giá là 49 triệu này, con này khá là mới ha, lên thêm kính chắn gió với cái bô thôi. Đó, mình xem nào, nói chung là số lượng xe nói chung là rất là nhiều nên có thể là mình sẽ lướt nhanh để anh em có thể là nắm được giá ha, còn chi tiết xe thì anh em cứ inbox nhé. Đi 1.475 cây, mới đi hơn 1.000 cây thôi anh em ạ, siêu mới luôn. Rồi còn chiếc mấy chiếc bên này, mấy chiếc bên này cũng đời rất là cao này, cái màu xám này thì đời sau nó mới có ha. Chiếc này biển 65 2021 và con này thì cửa hàng để em ra là 43 triệu ha, 43 triệu thôi. Đó. Tất cả cái giá này thì xe chính hãng thì đều được bao hồ sơ và bảo hành máy móc 6 tháng nhé. Đó. Rồi, chiếc kế bên. Chiếc này thì biển 67 2022. Chiếc này thì xe cũng là zin nguyên bản luôn nhé, từ đầu đến chân luôn, cực kỳ mới em nhé. Đó, chưa có bị dấu hiệu sọc mòn như thế này. Giá con này là 50 triệu này, chắc con này là giá cao nhất rồi, cao nhất trong cửa hàng. Đó, trong cái mẫu xe này. Con này thì ô đô mới đi à 24 cây xe như mới luôn em nhé. Đó. Rồi chiếc kế bên, con này thì có lên thêm chống đổ thôi, còn đâu là zin nguyên bản ha. Lên thêm biển số đút gầm chứ. Con này đăng ký 2021 biển 78, con này thì giá chỉ có 41 triệu thôi em nhé. Đó, 41 triệu thôi.
chung là anh chị em là cần thông tin chiếc xe nào thì mình cứ inbox nhé. Đôi khi là mình xe nhiều nên mình sẽ lướt nhanh. Đó. Rồi chiếc này thì chỉ lên một cái xin nhan thôi. Còn đâu là xe zin nhá, đăng ký 2022 và biển 67 nhé. Rồi con này thì hiện tại thì giá chỉ có 41 triệu, 41 triệu ha. Đó. Rồi đây cũng là R15 V3, chiếc này thì có lên cable liêu vin này, biển số đốt gầm nhé. Lên hai kính hậu đồ chơi. Và chiếc này thì đang rút hồ sơ rồi, 2022. Con này thì khách hàng để cho em ra là 49 triệu em nhé, 49 triệu. Đó, dần chân ông tán này, siêu mới luôn. Đó. Rồi, chiếc tiếp theo luôn. Ở đây toàn là R15 V3 ha. Chiếc này biển 67/2021, con này thì giá là 43 em nhé, 43 ha. Bô zin, đuôi zin, có lên xi nhan với lại gù chống đổ trước thôi ha. Đó, bắt đầu xe zin hết, 43 triệu. Còn cái bên này thì chiếc này cũng là zin nguyên bản từ đầu đến chân luôn. Chiếc này 2022, biển 48 nhé, con này cũng là 43 luôn nhé, 43 triệu thôi. Đó. Rồi, cái bên này, con này thì cũng là xe zin ha. Bô zin, đuôi zin, đó, xi nhan zin toàn tập luôn. Con này biển 47/2020 và con này thì để cho em ra là 43 luôn ha, 43 triệu thôi. Đó. Nói chung là mấy cái mẫu xe này thì anh em trả góp khoảng 7-8 triệu đó, là lấy xe ha. Rồi con này thì cũng là R15 V3, con này thì tem sơn 3D ha, tem sơn 3D này. Đó. Lên thêm cái chống đổ thôi. Kính chắn gió ha, kính hậu đồ chơi đó. Con này đăng ký 2022, biển 62 Long An và con này thì giá để em là 50 triệu nhá. Xe còn rất là lướt luôn. Xem một đồ con này ha. Con đi 1600 1600 cây ha. Đấy, siêu lướt anh em nhé. Rồi, bên này thì cũng là R15 V3, R15 V3 nói chung là rất là nhiều luôn. Có lên một cái bộ AK ha, đuôi zin, xi nhan zin. Con này đăng ký 2020 và biển Sài Gòn. Con này thì để cho em ra là 40 triệu anh em, 40 triệu thôi. Đó. Rồi, tiếp theo luôn, sang đây thì có một cái mẫu màu R15 V3 màu đen, full đen luôn. Có lên thêm như là bô AKR1 này, biển số đút gầm, rồi chống đổ này, kính chắn gió ha. Lên thêm một cái mấy cái tem. Đấy. Con này đăng ký 2020 biển 86, con này thì để cho em mấy giá là 40 triệu anh em nhá, 40 triệu thôi. Đó, 40 triệu thôi. Đó. Rồi, mình sẽ sang kế bên, chiếc này cũng là full đen luôn, 2019 biển 83. Chiếc này thì để em giá là 42 triệu em nhá. Con này thì có lên bô Optimura chống đổ này, rồi kính chắn gió em ạ. Đó. Chung là xe khá đẹp, dần chân ốc tán cực kỳ đẹp luôn ha. Đó. Rồi, xe này thì cũng là R15 V3, con này thì đăng ký 2019 biển 47, con này thì để em giá là 40 triệu em nhá. Đó. Rồi, mình sẽ sang bên đây có một chiếc màu đen nhám này, xe con này thì zin toàn tập từ đầu đến chân luôn, biển 68/2022 và con này thì giá chỉ 42 triệu thôi anh em nhé. Đó. 42 triệu, xe thì siêu đẹp luôn. Rồi, kế bên này thì cũng là một chiếc R15 V3 màu đen, biển 81/2021 nhé, con này thì cũng giá là 43 thôi. 43 thôi anh em nhé, dần chân này. Rất là mới luôn. Hôm nay thì có một số cái mẫu R15 V3, đây là mẫu xe mới 100% luôn em nhé. Đây xe mới 100% còn màu xanh với màu là xanh đen nhá. Đó. Đây. Đây là một lô xe mới 100%. Con này thì hôm nay cũng để cho em mấy giá chỉ có 58 thôi. Bao hồ sơ anh em nhé. Bao VAT ha. Đây là xe mới luôn. Đó. Ok, xe cũ xe mới đều có nhá. Còn phía bên ngoài thì cũng có thêm một cái mẫu CBR mẫu mới em nhé. Đây. CBR bản HRC. Đó, con này thì cũng có lên thêm chống đổ như lên bô, đó, biển số đút gầm. Đó. Và con này thì biển số 47/2022. Con này thì giá chỉ có 48 triệu thôi em nhé. Xe thì rất là đẹp luôn. Đây chất xe này, cực kỳ đẹp anh em nhé. Đó. Xe mình thấy là còn bọc keo như này. Mình sẽ xem ô tô con này là bao nhiêu, đi bao nhiêu cây rồi ha. Ô tô con này đi 12.427 cây, 12.000 cây thôi. Đó, rất là mới ha. Còn đây thì có thêm mẫu XR, XR thì cũng mới về. Đó,
Con này thì cũng có lên một số món đồ chơi, nhìn khá là đẹp anh em nhé. Lên này lên thêm đèn trợ sáng này, hai cái đèn trợ sáng này, đó, đèn bi cầu luôn, nhìn khá là xịn sò. Lên chống đổ này, rồi gương gù, gương gù, rồi tay dắt sau, đó. Xe khá là mới luôn. Con này biển số 84/2022. Con này thì để cho em ấy là 68 triệu nhé. Con này rất là mới, để mình xem ô tô con này thì em xem bao nhiêu ha. Ốc tán còn 7 màu luôn em ạ. Khá là mới ha, để mình xem là ô tô con này bao nhiêu cây rồi. Một mẫu xe classic cổ điển ha. Con này mới đi 3.912 cây, mới đi hơn 3.000 cây, xe rất là mới luôn. Đó. Anh em nào mà thích XR, mẫu XR thì cũng khá ít thôi anh em ạ. Hôm nay thì mình thấy là còn một chiếc thôi. Xíu mình sẽ lên lầu coi xem còn chiếc nào không ha. Đó, 68 triệu nhá. Đó. Bao hồ sơ ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên lầu để cập nhật thêm một số cái mẫu xe trên lầu này em này. Ở trên này thì cũng có R15 CBR và GX nhá. Rồi ok, thì phía ngoài này thì cũng còn rất là nhiều R15 V3. Mình sẽ cập nhật luôn phía bên ngoài là dạ vào ha. Chiếc đầu tiên là con này biển 67/2020. Xe thì mình thấy là có lên cái biển số đút gầm thôi này, bô zin này. Đấy, bô zin nhá. Đó. Và giá con này hiện tại cửa hàng để cho mình giá là 40 triệu anh em nhé. 40 triệu. Đấy, 40 triệu thôi. Đấy, đôi khi là xe rất là nhiều nên mình sẽ lướt nhanh. Đó. Anh em nào xem chưa kịp thì mình có thể là inbox Zalo ha. Con này mới đi 9.000 cây thôi. Đấy. Rồi, còn chiếc bên này thì cũng là R15 V3. Con này là lên màu sơn ha. Màu sơn Repsol. Màu sơn này là sơn trong hãng ra nhé. Đó. Màu Repsol ha. Chiếc này đăng ký 2021, biển 69 ha. Và con này thì cửa hàng để em giá là 41 triệu thôi. Có lên như là chống đổ này, với lại bắt đút gầm ha. Rồi, sau này thì cũng là R15 V3, con này biển 71 nhé. Đó, bô zin luôn. 2019 con này thì giá chỉ có 36 triệu thôi. Đó, 36 triệu rồi em nhé. Nói chung là cái mẫu xe 150 với lại phân khối lớn đợt này thì cũng giảm giá rất là rẻ đó anh em ạ. Trả góp thì mình trả trước. Mình nghĩ là tầm 7-8 triệu là có xe thôi. Đó. Chứ này thì mình thấy là R15 rất là nhiều luôn anh em ạ. Rồi, còn chiếc kế bên ngoài này thì có màu xám vàng em nhé. Con này thì giá chỉ có 38 triệu thôi. 38 triệu thôi. Lên biển số đút gầm, lên bô, con này biển 94 Bạc Liêu. Biển 94 anh em nhé. Rồi, đăng ký 2020, biển 94. Đó. Giá hôm nay còn lại 35 mà ta, 35 triệu à. Đâu, ô tô con này đó. Ô tô thì con này đi cũng khá nhiều, 50.000, mình sẽ xem nào. Đó. Chúng là đi 50.000 nhưng mà chất xe máy móc thì vẫn còn rất là êm. Cửa hàng vẫn bảo hành máy móc 6 tháng cho em nhé. Rồi, mình sẽ bên này. Đợt này về R15 cực kỳ nhiều luôn. Bên dưới, bên trên cũng còn rất là nhiều anh em này. Tiếp theo luôn, con này thì biển 67 ha. Biển 67 này. 2020. Và mình sẽ xem con này có giá hôm nay còn bao nhiêu nhá. Là có giảm không? Con này còn 41 triệu anh em nhá. 41 triệu thôi. Đó, con này thì like một cái xinh nhan mình phía trước đây này. Còn đâu là xe zin hết nhá, toàn tập luôn. Đó. Rồi, cái bên này thì cũng là biển số 37 ha. Biển 37 2020 và con này thì giá là 40 triệu. 40 triệu anh em nhá. Đó. Đây dàn tràn ốc tán em thấy này. Có keng luôn. Đó. Xinh nhan zin, có lên thêm chống đổ thôi. Đó, ok, chất xe rất là đẹp luôn anh em ạ. Con này thì vỏ còn rất là dày này, mình nghĩ là cũng đi khoảng mấy ngàn cây thôi, 10.000 cây lộn lại. Rồi, cái bên này thì cũng là R15 V3 biển 71 nhé, biển 71 2019. Và con này thì giá chỉ có 33 triệu thôi anh em nhé. 33 triệu cho em một em 2019, giá cực kỳ mềm luôn. Đó, quá mềm luôn, 33 triệu thôi. Rồi, cái bên này thì cũng là R15 V3, con này thì có lên một cây bô, đó, bô đồ chơi và đăng ký 2019 và con này thì giá cũng chỉ có 35 triệu thôi anh em nhé. Đó, 2019 mà giá có 35 triệu thôi. Còn đợt này thì mình chưa thấy chiếc nào 2018. 2018 mình nghĩ là tầm
30 triệu, nhưng mà hiện tại thì RAM 2018 chưa có. Rồi bên này thì cũng là RAM 15V3, con này thì lên như là lên bô này, chống đổ này, bắt đút gầm này, kính chắn gió này, nó bảo vệ tay thắng tay côn. Đăng ký 2020 biển 95, và con này thì giá chỉ có 35 triệu thôi em nhé, 35 triệu thôi. Đó. Giá rất là mềm luôn. Xe thì cửa hàng là bao zin nguyên bản này, bảo hành máy móc 6 tháng nhé. Đấy. Rồi, bên này thì biển 84 có lên thêm như là chống đổ này, kính chắn gió và lên đèn trợ sáng này, tay thắng tay côn đồ chơi. Đấy. Bảo vệ phuộc này. Đấy, con này thì cũng giá chỉ có 39 triệu thôi, 2019 biển 84 nhá. Đó. Rồi, mình sẽ sang tiết kế bên. Chiếc này thì cũng là R15V3 biển 81 2020. Con này thì có lên thêm đèn trợ sáng với lại kính chắn gió này. Đó, bô đuôi là zin nhá. Đó. Con này thì hiện tại cửa hàng để cho em mấy giá là 38 triệu thôi. Đó, biển 81 2020. Còn chiếc kế bên này đăng ký 2019 biển 38 à biển con này đang rút hồ sơ rồi anh em nhé, đang rút hồ sơ rồi. 2019 con này thì giá 38 triệu nhá, đang rút hồ sơ rồi. Đó. Lên một cái chống đổ thôi, tay thắng tay côn Rambo đồ chơi ha. Còn chiếc kế bên, con này biển Sài Gòn 2020. Đó, 2020 nhá. Chiếc này thì mình thấy là bô zin đuôi zin, xe rất là đẹp luôn anh em ạ. Con này thì giá cửa hàng để cho em là 40 triệu anh em nhé. Đó. Rồi, cái bên này thì có mẫu CBR mẫu cũ thì mình cập nhật luôn cho em nhé. CBR mẫu cũ đây là mẫu 2019 2018 này. Chiếc đầu tiên, chiếc này là bản Repsol. Đó, Repsol nhá. Anh em thấy là dàn chân dàn áo là màu vàng ha, màu vàng trắng này. Đó, có tem Repsol. Xe zin nguyên bản rất là đẹp anh em nhé, 2019 biển 62. Con này thì để cho em với giá là 38 triệu nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. Anh em mà thích mẫu cũ thì có thể tham khảo mẫu này. Đó, cực kỳ đẹp ha. Còn sang kế bên, con này thì biển 83 cũng là tem Repsol luôn, mà con này thì dàn áo là đẹp liền lạc, chỉ có lên mỗi cây bô thôi. Đó. Và chiếc này cũng để cho em với giá là 39 triệu nhá, biển 83 2019 luôn. Đấy. Rồi, mình sẽ sang chiếc kế bên. Chiếc này là cũng là mẫu CBR mẫu cũ 2019 biển 60. Và chiếc này có lên một cây chống đổ này, lên bô này, biển số đút gầm này. Đó. Và giá hôm nay để cho em giá là 34 triệu nhá. 34 triệu thôi. Rồi, cái bên này thì có cũng là chiếc CBR luôn. Chiếc này thì giá chắc là mềm nhất tại đây rồi. Con này thì giá hôm nay chỉ còn 31 triệu à. Đó. Chiếc này thì máy móc zin, trần chân thì có sơn lại màu xanh này. Đó, bô zin này. Con này thì nó xấu dàn đầu này anh em này. Xấu dàn đầu này, ghi đông thì ghi đông lên đồ chơi, tay thắng tay côn. Nó hơi xấu chỗ này xíu này, đó, phía trước này. Nên mà để cho anh em với giá kiểu 30, con này 31 triệu. Đó. Vẫn bao hồ sơ nhá, vẫn được bảo hành máy móc 6 tháng luôn. Đó. Rồi, như con kia khách cọc rồi. Còn sang bên này có mấy chiếc này, mấy chiếc này cũng khách cũng cọc rồi. Còn mấy chiếc R15V3 bên ngoài này, mình sẽ cập nhật nhá. Đó. Rồi, bên này thì R15V3, đây có mấy chiếc màu đen luôn. Chiếc này biển 68 2019 nhé, con này thì giá hàng để em giá là 37 triệu này. Đó, 37 triệu ha. Đó. Và con này thì 2019 nhé, xe thì bô zin này, xi nhan zin, chỉ có mỗi lên cái biển số đút gầm thôi. Đấy. Rồi. Rồi kế bên, con này thì cũng là R15V3, con này thì có lên cái bô này, rồi biển số đút gầm này. Ở đây chủ xe thì lên thêm cái khung chống đổ mà thám cái gù rồi ha. Đó, kính chắn gió, tay thắng tay côn. Đó, đồ chơi cơ bản thôi. Con này thì đăng ký 2020 và biển 94. 38 triệu anh em nhé, 38 triệu thôi. Đó. Rồi, mình sẽ sang chiếc kế bên. Chiếc bên này thì cũng là R15V3. R15V3 đợt này về rất là nhiều luôn. Biển 69 2020 và con này thì để cho mình giá là 38 triệu luôn anh em nhé. Đó, bô zin, chỉ có lên biển số đút gầm thôi. Đó. Rồi mình sẽ lên chiếc kế bên này. Chiếc kế bên trên này thì có một chiếc lên tem chùm anh em này, tem chùm nhá. Con này biển 93, 93 Bình Phước. Có lên thêm như chống đổ, đèn trợ sáng này, kính hậu này, kính chắn gió này. Rồi mình sẽ xem là con này ô đô bao nhiêu rồi này. Ô đô con này đi 41.000 cây
Và giá hôm nay để cho em mới giá là 38 triệu thôi. Con này biển 93 Bình Phước này, 2019 em nhé. Đó. Rồi. Chiếc kế bên này cũng là R15V3. Con này thì lên chống đổ này, lên bô này, biển số đút gầm này và kính hậu đồ chơi này. Rồi, chiếc này thì đăng ký 2019 biển 83. Con này thì 39 triệu em nhé, 39 triệu thôi. Đấy. Rồi, chiếc kế bên. Một chiếc R15V3 màu đen nhám. Con này thì lên chống đổ đèn trợ sáng ha, giá chắn bùn sau, biển số đút gầm, đó. Bảo vệ phuộc này, chống đổ trước này. Rồi con này thì đăng ký 2021 biển 47 nhé, giá là 41 triệu anh em nhé, 41 triệu nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lên trên lầu xem là còn cái mẫu xe Sport nào ha, mình cập nhật luôn ha. Rồi, trên này thì cũng còn Sport rất là nhiều, trên này thì có mẫu GX này, GX để trên này rất là nhiều anh em này. Đó, có là nhiều xe lên, em thấy là hôm nay để trên này chật lối đi luôn à. Đó, nên mình sẽ đi lần lượt từ hàng bên này nhé. Ở bên này thì có mẫu Bandit thì mình cập nhật luôn cho em này. Suzuki Bandit 150 mới về con này ha. Ôi, con này chưa cập nhật giá luôn em. Nói chung là mẫu Bandit này thì tầm 31 32 triệu thôi em nhé. Bandit thì dưới kia còn mấy chiếc này, anh em quan tâm thì mình inbox Zalo ha. Rồi. Ở bên này thì cũng là có mẫu Suzuki GX này. Ồ, xe đợt gầy GX cũng rất là nhiều này, mình sẽ lướt nhanh nhé. Mình lướt nhanh thế mà thời gian cũng rất là nhiều rồi anh em ạ, nên mình sẽ không quay chi tiết nhé. Con này thì cọc rồi này, bỏ qua luôn này. Rồi, chiếc kế bên cũng là GX này, con này là 30 triệu anh em này, 30 triệu nhé. Chiếc này là lên tem chùm, tem chùm anh em nhé, 30 triệu đồng. Con này biển 68/2019, 30 triệu nhé, bao hồ sơ, bảo hành máy móc 6 tháng luôn. Đấy. Rất là rẻ luôn. Nói chung là anh em nào mà kinh tế ít mà thích mẫu Sport 150, mình nghĩ là cái mẫu GX này thì giá là có hợp lý này, giá mềm, trả góp thì mình chỉ cần trả trước khoảng 5 7 triệu thôi anh em nhé. Đấy. Rồi, chiếc bên cái bên này thì đăng ký 2019 biển 94 và giá chỉ có 29 triệu thôi. Đồng xu thì nó rất là mạnh, máy móc bền. Đó. Về kiểu dáng thì nó thực tế là nó không đẹp bằng R15 với lại CBR đâu anh em ạ. Nhưng mà máy móc thì không có gì phải chê. Đó, bền và mạnh ha. Đó, 29 triệu. Rồi, chiếc cái bên này cũng là mẫu Suzuki GX R150. Con này lên kính chắn gió. Kính chắn gió bô thì mình thấy là lên một cái bô gì đó của xe nào đó, mình không rõ lắm ha. Lên biển số đút gầm. Và chiếc này thì đăng ký 2019 biển 64. Giá chỉ có 30 triệu thôi anh em nhé, 30 triệu thôi. Đó, đây là GX này, còn cái bên là cũng là GX R150 luôn. Đó, quá nhiều xe anh em ạ. Hôm nay thì chật nhà luôn rồi. Chiếc này biển 77/2019 và con này giá là 28 triệu. Đó, 28 triệu nhé. Con này thì chỉ có lên một cái bô Roshimura thôi. Lên cái bô Roshimura. Bô này thì cũng ấm, không có la to mấy ha. Còn chiếc bên cũng là mẫu Su GX nha. Con này thì lên một cái mâm, mâm đồ chơi, mâm 5 cây ha. Mâm 5 cây, cặp mâm 5 cây đồ chơi. Và giá con này là có 28 triệu thôi, biển 63/2019 nhá. Đó, lên cặp mâm 5 cây. Đấy. Ok. Rồi, mình sẽ sang thiết kế bên luôn. Đó, anh em nào mà cần chi tiết chiếc xe nào thì mình cứ inbox ngay số Zalo trên màn hình nhá. Cửa hàng sẽ gửi hình ảnh cho anh em chi tiết nhá. Số lượng xe quá nhiều nên mình sẽ lướt nhanh để cập nhật giá thôi ha. Đấy. Chiếc này là biển 63/2019 và con này cửa hàng để cho em giá là 28 triệu thôi. Lên cái bô này. Đó, lên cái bô ha, biển số đút gầm. Đó, máy móc là zin nguyên bản nhá, vẫn được bảo hành máy móc 6 tháng luôn. Rồi, chiếc cái bên này thì có mẫu con này thì đang rút hồ sơ rồi em nhá. 2019, con này thì giá cũng chỉ có 30 triệu thôi. Con này cũng lên tem chùm này. Đó. Lên tem nhưng mà tem này tem dán nhá, tem dán ha. Đó, tem dán thôi anh em ạ. Đó, lên một cái bô Roshimura luôn. Đấy. Toshimura ha. Rồi, còn mềm thì anh em có thể tham khảo cái mẫu R15V2. R15V2 thì con này thì giá chỉ có 19 triệu thôi. Hồ sơ thì rút sẵn luôn anh em nhé. 19 triệu hồ sơ rút sẵn rồi. Vẫn được bảo hành máy móc 6 tháng luôn. Đấy, có mềm luôn anh em nhé. Chính hãng của Yamaha 150cc chỉ có 19 triệu thôi. Bao hồ sơ vẫn được bảo hành máy móc 6 tháng. Có mềm luôn. Anh em làm kinh tế ít thì có thể tham khảo mẫu này. Đó, 19 triệu. Bao hồ sơ rồi. Rồi mình sẽ lên phía trên.
Đó. Nói chung là mẫu Sport thì rất là nhiều anh em ạ. Rồi chiếc kế bên, con này thì chỉ một chiếc màu trắng này. Đó, GXR150, chiếc này màu trắng, xe zin 2019 biển 68, con này là 34 triệu. À, chiếc này là bản ABS nhé, bản ABS này. Đó, bản ABS thì lúc nào nó cũng đắt hơn cái bản thường một chút xíu ha. À, 34 triệu là có một chiếc GXR150 ABS rồi em nhé. Đó, chiếc này màu trắng này, tem xanh. Đó. Rồi, mình sẽ lên phía trên này. Rồi, phía trên này thì có cũng là GX luôn. Con này thì xe zin nguyên bản nhé, sinh nhan bô bọng là zin luôn. Đó, dàn chân ốc tán thì mình thấy là đẹp anh em nhé. Con này biển 70/2019 và con này giá 29 triệu thôi. Đó, 29 triệu, giá siêu mềm luôn. Đó. Rồi, bên này lên trên này thì cũng có là mẫu GXR150. Con này là màu đen nhám này, cũng là bản ABS luôn em nhé. Đó, bản ABS mà con này thì lên một cái bô thôi. Giá con này 34 triệu 2019 nhá. Con này là biển 60 Đồng Nai. Đó. Chiếc màu đen nhám anh em nhá, ABS. Rồi cái bên này thì cũng là mẫu GXR 150. Đấy. GXR 150 thì con này đăng ký 2020 biển 67 nhá. Con này thì giá cũng là 30 triệu luôn. Đó, 30 triệu thôi. Nói chung là cái mẫu GX thì loanh quanh thì khoảng 28 đến 30 triệu. Đó là cả ABS anh em nhá. À, ABS thì tầm 34. Đó, còn là CVS bán thường thì có 28 đến 30 triệu. Đấy. Rồi. À, chiếc cái bên này thì cũng là GXR 150 biển 70/2019, giá con này chỉ có 28 triệu thôi. Đấy, xe zin luôn nhá. Đấy. Và những anh em nào mà không thích bô độ thì cửa hàng sẽ đổ cho anh em bô zin nhá. Hoặc là anh em không thích bô zin thì cửa hàng sẽ đổ dành cái bô độ. Đó, tùy theo sở thích của anh em ha. Rồi, con bên này thì có mẫu GXR150, chiếc này xe zin nguyên bản luôn. 2019 đang rút hồ sơ rồi, 29 triệu anh em nhé. Đó. Rồi, mình sẽ lên trên này. Đây cũng là mẫu GXR150, có lên sơn lại dàn mâm, dàn chân thôi, màu xanh ha. Và chiếc này 2019 biển 67 nhé, con này cũng 29 triệu anh em nhé. Đó, 29 triệu. Rồi, bên này thì cũng là mẫu GXR150. À, con này thì giá mềm hơn này. Con này giá 26 triệu 2019 biển 93. Đó, có lên bô biển số đút gầm. Đó. Rồi, hôm nay thì nói chung là cập nhật một số cái mẫu xe Sport 150. Nói chung là về số lượng xe thì rất là nhiều luôn. Mới cập nhật một số cái mẫu xe Sport mà thời gian quay cũng rất là lâu rồi anh em nhé. Thôi, hôm nay thì mình cũng kết thúc tại đây thôi ha. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Anh em mà quan tâm cái mẫu xe khác, cần báo giá mẫu xe nào thì có thể bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình. Mình sẽ tiếp tục cập nhật cho anh em những cái mẫu xe mới về cũng như là một số cái dòng xe khác để anh em tham khảo ha. Đó. Rồi, mình sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng nhé. Địa chỉ cửa hàng là địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương và số điện thoại cửa hàng là 092 770 và 448 nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha.